Dạ, Đinh Lan xin kính chào khán giả xem kênh Lan Đình và Đinh Lan. Hôm nay Đinh Lan thông báo một tin quan trọng. Sau 2 ngày Đinh Lan ngưng, nói là sẽ đi kết hôn và sẽ cái hồ sơ của Đinh Lan không chi cứu về vụ án Mai Xuân Cường, và Đinh Lan tạm thời là rút khỏi cái việc này vì cái chứng cứ của Đinh Thị Lan và ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh yếu thế, cho nên Đinh Lan xin thông báo là sẽ sau 2 tháng nữa thì Đinh Lan đi định cư theo chồng và từ giã cái việc mà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Thì sau 2 ngày như vậy thì bà Hằng quá lộng ngôn và quá ngang ngược, đã tấn công nhà luật sư Thanh Trần và tấn công MC Thiên Ân, và sáng hôm nay tại tấn công nhà báo Hằng đi. Cho nên là Đinh Lan đã điện thoại sáng nay cho bên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và đề nghị rằng sẽ truy, coi như là lật lại vụ án Mai Xuân Cường và Đinh Lan. Hồ sơ của Đinh Thị Lan tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch công ty cổ phần Đại Nam, đã bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù trong vai trò chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền bé Huỳnh Hằng Hũ. Cho nên Đinh Lan đã yêu cầu là Đinh Lan sẽ trở lại vụ án với vai trò là người đề nghị lật lại vụ án Mai Xuân Cường. Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng chối là không hề có cái việc rằng bà Hằng không có phạm tội vu khống và dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù. Như vậy thì toàn bộ vụ án này sẽ được lật lại. Thì Nguyễn Khánh Phương, trưởng phòng hình sự của công an tỉnh Bình Dương, người mà đứng đầu trong cái vụ án mình, trong vụ án 6 đơn tố cáo của nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh, đã nói là ok, nếu mà chị trở lại và chị đề nghị khôi phục lại cái vụ án Mai Xuân Cường thì bà Hằng sẽ là người nặng tội nhất trong 6 người tố cáo, thì bà Hằng sẽ là tố cáo Đinh Thị Lan là bà Hằng nặng tội nhất. Vụ án Mai Xuân Cường có nhiều khuất tất khi ngày 29 tháng 12 năm 2021 xử tại tòa án Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, ban đầu là công khai nhưng sau này là xử kín, như vậy là có những khuất tất. Do vậy việc điều tra viên Trung tá Hồ Thọ Hải của công an tỉnh Bình Dương đã sai phạm tới đâu, 5 cán bộ chiến sĩ mà bắt Mai Xuân Cường ngày 23 tháng 7 và định bắt Đinh Lan ngày 23 tháng 7 năm 2021 sẽ bị truy cứu những trách nhiệm hình sự, những cái trách nhiệm về những cái sai phạm trong bắt on sai cho Mai Xuân Cường và vu khống Đinh Thị Lan, do bà Nguyễn Phương Hằng là người đã làm đơn tố cáo Đinh Thị Lan. Cho nên trong bản án sơ thẩm mới có tên Đinh Lan trong bản án. Thì vụ việc đó bây giờ Đinh Lan chính thức quay trở lại vụ án này, và Đinh Lan đã từ hôn với Đinh Lan. Nói lại, Đinh Lan không lấy anh Việt Kiều Canada đó nữa là vì không phải là vì việc là Đinh Lan nợ xấu, Đinh Lan làm này làm nọ. Bà con cứ coi cái clip dài 40 mấy phút sẽ hiểu được tất cả cái những cái gì Đinh Lan phản biện lại tên Võ Minh Điền đã vu khống bôi nhọ làm nhục Đinh Lan hồi hôm qua trên cái clip 12 phút. Thì Đinh Lan đã giải trình trong cái clip 45 phút. Nếu ai quan tâm thì qua bên cái sau cái clip này, bà con hãy nghe cái clip đó. Đinh Lan trở lại là người vẫn là người bị hại tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng về những cái việc đó. Cho nên là hiện tại bây giờ là vụ án Mai Xuân Cường được lật lại. Bà con yên tâm, Đinh Lan trở lại, nếu như có phải hy sinh vì đất nước để dẹp yên bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan nhắc lại, Đinh Lan chấp nhận hy sinh. Tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi có 2 số Zalo 0976-863-368 và 0931208805. Nhắc lại, Đinh Lan đã từ hôn anh chàng Việt Kiều Canada và chính thức ở lại Việt Nam, không đi nước ngoài nữa. Khi nào dẹp yên vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan trở lại cuộc sống bình thường, đi học trở lại. Tại vì Đinh Lan là sinh viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh khóa K29. Đinh Lan là sinh viên chính quy. Ngày hôm nay vì dịch bệnh không học chính thức ở trường cho nên mới học online ở nhà. Nhưng thời gian qua cả gần một năm vì cái việc bà Nguyễn Phương Hằng, cho nên là một năm qua Đinh Lan tạm gác lại chuyện học. Đinh Lan sẽ bị mất một năm học, là bây giờ không an toàn để đi ra ngoài học nếu nhà trường bắt đầu đi học chính thức trở lại rồi.